Xã hội ngày càng hiện đại, sự hội nhập của các sản phẩm trên thị trường ngày càng gia tăng do nhu cầu cấp thiết của người dân. Hiểu được nhu cầu cấp thiết đó, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình An đã chế tạo và sản xuất dòng máy băm chuối đa năng, hiện đã và đang được sử dụng phổ biến cho các hộ chăn nuôi lớn nhỏ. Máy có chức năng chính là băm nhỏ thân cây chuối, thân cây ngô, cỏ voi, ngọn mía, lục bình, rau muống và nhiều loại rau cỏ khác tạo nguồn thức ăn xanh bổ sung dưỡng chất cho vật nuôi. Toa nạp nguyên liệu dạng phễu với kích thước đường kính là 34cm, có thể băm nhỏ, nhuyễn các thân cây chuối có đường kính lên tới 16cm. Trong vòng chưa đầy 10 giây, thân cây chuối đã được băm nhuyễn nhỏ. Thiết kế nhỏ gọn lại dễ dàng sử dụng, phần cửa xả có thể điều chỉnh gập lên xuống, tạo độ phun xa gần của thành phẩm, rất thích hợp cho các hộ chăn nuôi cá, có thể phun thẳng trực tiếp nguyên liệu trên bề mặt ao. Nhanh chóng và tiện lợi, máy sử dụng động cơ 3kW của hãng Tần Phát 100% lõi đồng, nguồn điện sử dụng là điện gia đình 220V, cho nguồn năng suất ổn định từ 500 đến 1 tấn trên giờ. Bồn làm việc được khóa chặt nhờ 4 khóa chốt cài, khoang làm việc bao gồm một dao thái to 2 lưỡi bằng thép rèn sắc bén và 14 dao băm nhỏ làm bằng chất liệu inox, chống hao mòn từ axit của rau cỏ. Ngoài ra, khi mua máy trực tiếp tại xưởng sản xuất, quý khách hàng sẽ được tặng kèm một con dao to thay thế trị giá là 200.000. Để nhận được sự hỗ trợ tư vấn tốt nhất, bà con có thể liên hệ ngay với nhân viên tư vấn qua số hotline được hiển thị trên màn hình. Kính chúc bà con chăn nuôi thuận lợi! Bồn làm việc được khóa chặt nhờ 4 khóa chốt cài, khoang làm việc bao gồm một dao thái to 2 lưỡi bằng thép rèn sắc bén và 14 dao băm nhỏ làm bằng chất liệu inox, chống hao mòn từ axit của rau cỏ. Mua hàng trực tiếp tại công ty Bình An, quý khách hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành máy trong 6 tháng, nhận giá máy niêm yết tại xưởng sản xuất. Vậy tại sao quý vị còn không nhanh tay liên hệ đặt hàng với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời?